Ok, chúng ta sẽ đi cầu thủ thêm nào. Mình chia sẻ cho các bạn coi nha. Cầu thủ thêm hướng về quận 2. Có camera phạt nguội. Hướng về quận 2. Từ Sài Gòn hướng về, từ quận 1 hướng về quận 2. Bên đẹp không? Đẹp. Rất tiếc là không có đèn vào ban đêm. Chưa có đèn chứ mà không có. Đó, đèn chưa, có nhưng mà chưa bật lên. Đèn có chưa bật lên. Bật lên là rất là đẹp đó nha. Cầu thủ thêm đẹp lắm đó. Buổi sáng thì mới thấy chứ buổi ban đêm không thấy. Cầu thủ thêm đẹp không? Chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh Sài Gòn, một vùng đất giới hạn 50 km/h, hiện đại không? Vùng đất hiện đại. Có camera phạt nguội. Chúng ta đang đi đến vùng đất đang phát triển trong tương lai. Đang phát triển. Đang phát triển. Và tương lai sẽ phát triển hơn nữa. Tương lai sẽ phát triển vùng đất kia nữa. Đẹp không? Nói đẹp chưa các bạn? Sẽ từ từ 50 km/h thôi để các bạn dễ thấy. Metropole. Khu đô thị hiện đại quá không? Metropolis. Tòa nhà của Metropolis. Thủ Thiêm. Đâu mong muốn đường này sẽ xây nhiều tòa nhà để phát triển Sài Gòn nữa. Còn cái đường này chỉ có cho mấy người đó vô để coi xe bắn pháo bông Sài Gòn thôi. Rồi. Chúng ta tới đường Vành Đai. Tới đường Vành Đai. Quẹo trái là đi Trần Não, quận 2, và quẹo phải là về hầm Thủ Thiêm. Và đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tạm dừng. Rồi, chúng ta sẽ tiến thẳng tới hầm Thủ Thiêm. Đây, tiến về hầm Thủ Thiêm. Bật đèn lên thôi. Chưa được đâu, chưa. Được rồi đó. Đây là đường Vành Đai. Tốc độ giới hạn 50. Đường Vành Đai. Đường Vành Đai. Tốc độ tối đa 50. Phía trước có camera. Tốc độ tối đa 50. Tới nơi chúng ta lại tạm dừng ha. Phía ngang là đường Mai Chí Thọ. Bên trái là cao tốc Long Thành Dầu Dây và đường xa lộ Hà Nội. Bên phải là đường cầu đường hầm và nút lộ A. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến thẳng tới đường hầm Thủ Thiêm. Các bạn nhớ phải đi đúng làng nha. Xa làng là sẽ bị lụm tiền ấy. Trong đường hầm này đã tốc độ tối đa là 60, tối thiểu 30, nhưng cấm chuyển làng, cấm chuyển làng á. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Sắp đến biển báo. Phía trước là một chiếc xe sang BMW 520i. Chúng ta hướng về quận 1, thông qua hầm Thủ Thiêm. Không có điều nào, phía trước mặt là tòa nhà 68 tầng Bitexco. Tiến đường lại xe máy này chỉ được vào hầm vào lúc từ 4 giờ đến 2-3 giờ đêm thôi. Nửa đêm là cấm xe máy vô hầm, đến sáng là cho vô hầm, ngày nào cũng chạy luôn. Xe máy là 40 km/h tối đa á. Cống vượt và cống bốc còi. Đi chậm lại. Hầm đường hầm không cần nhanh làm cái gì vậy bà. Đúng rồi. Chỉ có đường cao tốc mới cần nhanh thôi. Cao tốc xa lộ cần nhanh. Đi chậm lại để
sông biết em sang lòng anh vui thầm viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu người trao tình cách xa thì biển nước rồi tăng tốc xíu nữa thầm mong tư sẽ vui để mình gặp nhau em mãi đưa xuống tới lần này cũng hơi ức chế nha. Cái giờ không cho chuyện là để mình né xe chạy chậm 60 rồi đó, sắp lên bờ rồi. Đi thẳng quốc lộ 1, rẽ phải Bến Thành. Nhưng chỗ này là rất dễ các anh em tài xế ô tô mắc lỗi á. Đó, phía trước, phía bên phải là bị tốc độ, bị cấm ô tô á. Tuyến đường bóng Võ Văn Kiệt có tốc độ tốt đa là 60 tất cả các loại xe. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Ok, chẳng hạn bà Nhan